con ghê đó, bây giờ mình quay cho cả nhà coi nha. Đó, đi coi chỗ à, đây là chùa Thái Sơn núi Phẩu. Đó là núi Chậu. Mình cả nhà mới coi mai rằm tháng giêng nè. Rằm tháng giêng rằm chính là thứ ba nha. Đây là cái mà mình cái đó hai chục. Trời ơi xe đi quá trời hồi bảy. Mỗi lần mình đậu tới đây hết. Đậu quá nhiều. À, khô dồn, khô dồn ngon, có mùi nó mới có tô, hoa thơm ăn đó không? Đây, mà bằng bông lá. Rất là tội khô luôn. Ăn bao nhiêu mà mê. Ăn bao nhiêu mà mê, uống lòng. Mua nồi là bánh khọt à? Mua nồi giờ các ngày đâu nấu đâu. Mời mua. Nó nhỏ quá đâu có cái phải nó nhỏ quá đâu có cái bếp để vô nó lọt. Vậy. Cái này gì đây, dâu hả, dâu à, tiêu sô à, cái bông à, bông gì, bông rồi cái sống á, nó cần chua mà nó cái bông nó mà nấu lên cái hơ hả, làm bông a tiêu sô hột é nè, rượu nè, đó dừa mắm nè, cái mà đậu đọc chưa không. Thử đi chị gái, chờ mẹ mua chị gái ơi. Ừ, măng. Măng này giờ ở đây vườn măng mà. Bán ơi, mấy ngày nó bán mình đi vườn măng lẻ. Vườn em mua lòng chị nó đâu có làm. Giá bốc măng bao nhiêu ký vậy? 90 măng là 90 hả? Ờ mất ký hả ta? Măng ơi, 90 ký măng ơi. Không theo như bao giờ, cũng hợp khách mua để trong phòng ngủ, để trong tủ, đặc biệt là cần mua để trong phòng ngủ để trong tủ.
Bye.
Đó đẹp, còn đứng ngay cho cái đẹp đó. Anh đứng đó cho cái đẹp. Đứng chật chung. Trong đó là ra. Trời, cây bông giấy à. Muốn ai nha. Muốn đưa mất trong đó, em tù. Chẳng lộn nha.